Hoa Kỳ nhận thấy sự leo thang trầm trọng khi Bắc Hàn phóng hệ thống ICBM. Một giới chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết vào thứ Sáu Bắc Hàn đã khai triển một hệ thống hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa tương đối mới trong những vụ phóng thử ngày 26 tháng 2 và ngày 4 tháng 3, đồng thời cho đây là sự leo thang trầm trọng, yêu cầu phản ứng thống nhất trên toàn cầu. Trong một cảnh quay từ tháng 10 năm 2020, hệ thống hỏa tiễn được nhìn thấy được công bố trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và giới chức cấp cao đang chào đón khi hỏa tiễn di chuyển qua một đám đông người đang vẫy quốc kỳ. Giới chức Hoa Kỳ nói với phóng viên, với điều kiện giấu tên, hệ thống mới có liên quan tới một nền tảng có khả năng hỗ trợ ICBM, nhưng không thể hiện phạm vi liên lục địa trong những vụ phóng. Truyền thông Bắc Hàn đã dẫn lời ông Kim Jong-un vừa qua cho biết Bắc Hàn sẽ tiếp tục phóng một số vệ tinh dò thám vào những năm tới đây, nhằm cung cấp thông tin thời gian thực về hành động quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh.